cái đường này là người ta sôi qua, người ta gắn cái ống nước cho mình. Cái cầu hộp xuống đó cái phát cái nó qua giống như cái hồi lần mà đường nó dài hơn chút, hồi lần là đan 2 thước. Ngoài đàn có thước máy à, bây giờ nó gấp đâu rồi mà nó giờ sâu 3 thước, nữa. 3 thước rưỡi. Hai người, hai thớt, hai ra đồng hồ nước cho mình. Mày hỏi ký cho. Để đại gạch đi. Đấy, cầm ống quay cầm đẩy đây. Đây. Đấy bụi sao? Bụi à. Chiếc xe để đằng chiếc xe nè. Anh xe với chị Phượng à. Anh xe với chị Phượng. Là em giao, em giao. Anh làm sao với chị Phượng? Anh chồng hết trơn. Chồng. Người ta gắn cái đường nước chưa? Ống ống gì hợp nhất? Qua người ta đào rồi mà ta làm luồn qua cái ống cho mình không được, tại vì cái lỗ này mới làm nè, cái nó bự quá rồi cái người ta luồn qua không được. Ở đằng cái mình luồn cái ống qua không có được. Giờ mình lại mình hỏi đằng anh Mười này, nhờ luồn cái khúc đằng này thì cái ống xa một chút mình chứ mà luồn được, tại vì cái lỗ đây chưa làm, còn khúc lỗ này nè chưa làm, người ta chưa làm cái móng cầu á, cho nên đằng đây dễ luồn hơn đằng kia. Thì mình luồn vô nhà mình chuyền vô nhà mình hơi xa một chút, cũng khoảng chừng 6-7 thước rồi, xa hơn 6-7 thước rồi. Cái khúc lậu này chưa làm, người ta dễ luồn qua. Giờ mình luồn cái ống qua được rồi. Đằng đây nó gần nè, cái đường lậu vắng bóng à. Có 1m8, 2m thì dễ qua. Còn cái đường lậu mới nè, tới 3m rưỡi rồi. Nên người ta luồn xích đằng ngay mình không qua. Đường qua được rồi, có nước rồi. Có nước rồi, rồi coi giải cúng gì đây. Giải cúng, ngày hôm qua cũng niệm Phật hoài mà sao không được đó chứ. Vậy đây đem lên dùng hai miếng nước đi. Thật tiếng là đi nước dùng đi. Dạ đại khách sát. Được cái ống nữa rồi, được hai ống. Cái đồng hồ khí công, cái hàng rào của anh Mười. Rồi đem nước lại cho hai anh gắn nước uống cho vui. Cảm ơn anh. Tại đôi nó tới thành phố hay Hà Nội. Ngày hôm qua gắn lâu hay ghê luôn mà không được, bữa nay lại đằng đây cái gắn có tí xíu được. Coi giải rồi nó phải chỗ nào làm được. Đây đằng đây mềm ha, sập cái đằng đó, luồn cái qua. Dài cái áo họ đi tầm 7 chứ. Hiện tại nó có hai chú đỏ không tính nha. Dạ. Phải anh gắn được, anh gắn giùm luôn được rồi. Rồi bây giờ còn đang làm mấy cái được. Dạ. Chị thấy còn đem áo đồng hồ một bao nữa kìa. Dạ. Chứ phải quản tôi làm luôn. Nó có kêu người chạy luôn chứ. Ngăn phong lên tôi cậu nè. Dạ. Đâu gì chạy nè. Dạ. Kêu thiên kia biết có nó chạy không, không biết nè. Dạ. Môi cái này đi rửa đầu quần quẹo gặp đây nè. Ủa áo ngoài chị mua nhiều mét? 11, loại 11, loại 12. Mình muốn mua cái nào mình mua. Để cái điện con hỏi này nó chạy. Dạ. Không miếng. Dạ. Bây giờ chị có kêu người ai chạy chưa? Có mà kêu giùm cũng được. Cái dưới cũng không hả? Kêu đi, kêu thử cái hỏi cái gì người ta chạy vậy, đường vậy nhiêu, hai đường nhiêu. Chạy luôn hai đường này nè. Gắn hai đường luôn. Mà bây giờ chạy gấp không? Thì mà trong ngày nay làm luôn á, chịu làm. Dưới người đâu? Muốn mua cài thành phố mua. Chào bà, chị điện. Để điện người kêu ổng bớt chứ tới 4.000 thước quá trời. Vô người kia 200 thước là hết 800.000, đây 100 thước thì bớt. Ghi số điện thoại là coi.
kêu giúp giúp không được nữa chị. Vậy tôi gửi cho anh hai người để cái tiền cù lao về uống nước ăn ấy để thôi đấy thôi hả thôi đấy tạm thôi thôi hai người tạm à hả hai người năm tâm thôi thôi tiền để mua ống đây mua ống bà có gì kèo không không gì kiểu đâu có rồi, rồi. Làm gì đó ở nông dân với mẹ rồi. Rồi. Cảm ơn bà chủ nha dạ. Rồi, rồi. Cảm ơn anh á chứ cảm ơn bà chủ gì không có anh sao có nước xài rồi. Dạ. Cảm ơn anh lấy đi anh lấy đi dạ. Đấy. Đấy vậy. Dạ. Uống nước rồi, rồi. Uống cực quá vì hôm qua gì cực mà hôm qua làm cũng đổ mồ hôi mà không được. Tôi thiệt, cảm ơn hai anh nhiều ha, dạ anh mới có nước xài chứ không có người đâu có nước xài. Tại vì vô tước cũng muốn vô tước mà không có tiền. Ngày tới nay mới có tiền, cũng muốn người ta có mình cũng muốn có mà không có tiền. Đồng hồ đồ gắn nó dễ á. Còn đây mình nhà ta cũng vẫn cho mà có cái thì nó cái đường hơi xa chút. Hơi xa thì dạ. Ngon xuống trẻ hôm qua làm dạ. Hôm nay nó qua làm dạ. Hết xíu hôm qua ừ. Rồi, cảm ơn hai ông nhiều nha cảm ơn hai anh nhiều cũng muốn qua vậy nhưng dạ. Tận tiện chút nhà chứ ừ. Cái này cũng mất hết mấy có chục thước đó không ít nào người ta đem cái ống nước xuống mấy người ta gắn nước cho mình chìm ống nước vô nhà ngày qua thì gắn cái đồng hồ bữa nay thì chìm vô nhà chuyền nước vô cho mình rồi chuyền dài dài đi từ ống này dài vô cái quanh nước để bắt ở đây ở miếng nhà tên mình đang cho nó muốn rửa tay mình rửa nước qua nhà không dính ơi kéo đúng mình kéo ống qua gần tới nhà không dính nè mình gắn cái đồng hồ nước ngay đồng hồ nước có gắn chạy dây vô tới trong nhà chạy dây ống ở đây còn có hai quanh hả quanh tẩm luôn đó mình cho ông thầu nào coi vậy chụp để kỷ niệm đứng sao coi vậy ok thì gắn cái ống nước truyền vô trong cái thằng nước cho không chính nha có nước sạch kìa khỏi khách nước cái dũng lên không chính à. Có nước sạch sạch quá rồi cần khiêng cái miếng đan này lên lặn đạm chỗ để cái thùng nước cho không chính ơi cô Phương cô mất kẹt hay gì mình để ngay chỗ đây là ngay chỗ cái vòi nước nè cái vòi nước ở trên đây giờ khiêng cái thùng để lại không? Đó, vậy này. Ê, xây ra mình xây cái quan ra rồi, đúng rồi để đưa nước rồi xây ra nữa đi cái này mỗi chín để đây chắc phải che đồ nữa quá là hai cái nút này thì mình để mình xài nước mình gắn cái quan vô mình xài nước còn cái nút này thì mình để khi mà cái thùng nó dơ thì mình xả ra cho nó sạch cái chất dơ bẩn ở trong đây hai nút này nếu mình truyền nước vô mình không có mở cái nắp mình truyền vô đây hết cô Phương dạ cái này nè cái này cũng như nước á mình không mở nắp ra ha mình mở ra mình không mở nắp ra mình không mở nắp bự ở trên thì mình truyền vô đây đúng rồi chị có cái nút hai nút cái vòi nước sạch mà hình tính mới vô mà nước dễ yếu mà không chưa ra nhiều nữa có khi có lúc thì nước nó mạnh lắm có lúc thì nước nó yếu có lúc thì nó cúp nước luôn cho nên nãy giờ thì cúp nước giờ mới có nước lại nên nó hơi yếu bây giờ nước này hơi yếu nước tắm tươi
không phải như nước của mình thấp dũng lên. Em chín thấy hết không chứ? Thấp vậy, vô mình quá vậy. Thì chị Tiếp chị có gửi cho Hiếm Chính là một cái vô cái cây nước. Vô cái cây nước thì là chi phí tiền là đóng cái tiền gốc trong cái nhà máy điện nước thì là 1 triệu. Rồi mình kéo ống với tiền thợ kéo vô gắn ống rồi cho mình là 3 triệu mốt. Là tổng cộng là cây nước của Hiếm Chính kéo về tới nhà có nước xài luôn là 4 triệu mốt. Còn mua chị Tiết cũng gửi cho Hiếm Chính được một cái thùng để đựng nước mưa, để khi mà qua cái mùa nắng lên á, nước mặn thì mình có cái nước mưa đó để xài. Thì cái thùng 1.000 lít là 1.700.000. Em cảm ơn chị Tiết đã giúp đỡ cho gia đình em. À, cho em vô cái cây nước với cái bồn nước thì em rất cảm ơn chị. Em chúc cho chị mạnh khỏe mạnh giỏi, làm ăn làm đâu được đó, phát lộc phát tài, sẽ đẹp và được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Em rất cảm ơn chị. Cảm ơn cô Tiết đã cũng cảm ơn chị Tiết đã giúp đỡ cho gia đình của Hiếm Chính có được cây nước sạch và cái bồn nước để Hiếm Chính có chứa nước. Thì từ nay Hiếm Chính cũng đỡ khỏi sách nước ở sông với Dũng nữa. Hiếm Chính thấy nhau. Dạ, em rất mừng rồi. Chị, rất vui mừng chị Tiết giúp đỡ cho gia đình em. Cũng nhờ cái tấm lòng vàng của chị Tiết đã dành cho Hiếm Chính. Thì Hiếm Chính cũng rất là vui và mừng mỗi khi Hiếm Chính nhận được những món quà của các chị gửi cho Hiếm Chính. Để sau này Hiếm Chính từ đây sau thì cũng đỡ được cái phần nào nước về cái nguồn nước. Hồi nào giờ xài nguồn nước thì cũng không được sạch ha. Nay có nguồn nước sạch thì xài cũng đỡ lo ha. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình cũng xin chúc cho các anh chị và các bạn có những giây phút xem clip thật là vui vẻ. Nếu như các anh chị thấy thích thì hay, nhớ like và ủng hộ cho kênh 17 miền Tây. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.